Giải đấu được mong chờ nhất năm đã trở lại. Giải bóng bàn tranh cúp VTV8 lần thứ 7 năm 2024, nơi tài năng hội tụ, đỉnh cao tranh tài. Từ những tên tuổi lừng danh của làng bóng bàn Việt Nam đến những ngôi sao đang lên đầy triển vọng, cúp VTV8 quy tụ hàng trăm vận động viên xuất sắc từ khắp mọi miền đất nước. Giải bóng bàn tranh cúp VTV8 2024, nơi ranh giới giữa chuyên nghiệp và phong trào được xóa nhòa. Với chế độ chấp điểm độc đáo, mọi trận đấu đều cân tài cân sức, hứa hẹn những màn so tài đỉnh cao gây cấn đến giây cuối cùng. Cúp VTV8 2024, bóng bàn đỉnh cao, cảm xúc thăng hoa. Khởi tranh từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 11 tháng 8 năm 2024 tại Cung Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng. Đừng bỏ lỡ cơ hội chứng kiến những trận đấu đỉnh cao của làng bóng bàn Việt Nam. Thông tin về giải đấu liên tục được cập nhật trên VTV8, VTV1, VTV3 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam. Lễ khai mạc diễn ra lúc 7:30 ngày 9 tháng 8 năm 2024. Lễ bế mạc và trao giải diễn ra vào 17:00 ngày 11 tháng 8 năm 2024. Được ghi hình và phát sóng trên kênh VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam.